À, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ nói với cái video số 4, hợp đồng vay tiền ký chuyển nhượng. Thưa quý vị và các bạn, trong cái quá trình hành nghề thì tôi rất là nhiều lần, và tôi nghĩ rằng các anh chị em luật sư đồng nghiệp thì cũng có rất là nhiều lần gặp nhiều trường hợp như tôi, đó là làm vay tiền ký chuyển nhượng. Chúng ta không thể có hết những, có thể bao quát hết tất cả những cái mối quan hệ phát sinh rõ ràng. Tuy nhiên thì cái bản chất của cái hợp đồng nào nó rõ ràng và nó sẽ đi về cái bản chất hợp đồng đó. Nếu chúng ta khởi kiện về hợp đồng vay tiền thì cái chế định liên quan đến hợp đồng vay tiền về tiền lãi, về lãi suất, về thời hiệu, nó sẽ đi liên kề. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng, về hợp đồng mua bán, thì chúng ta sẽ có những cái quy định liên quan về thế nào là chuyển nhượng, thế nào là giao tiền, thế nào, rất là nhiều những cái quy định pháp luật liên quan đến cái mỗi một cái mối quan hệ tranh chấp, quý vị và các bạn ạ. Trong 10 cái video tranh chấp hợp đồng vay tiền ký, hợp đồng vay tiền ký chuyển nhượng, hợp đồng vay tiền ký ủy quyền, tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn, những người cho vay cũng sẽ thật tỉnh táo và những người đi vay cũng sẽ thật tỉnh táo trong trường hợp ở những cái quy định của pháp luật. Đành rằng khi chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng phải hiểu rằng cái việc đầu tư nó có sinh lợi hay không, và việc đầu tư này nó có mang lại cái hiệu quả hay không, hay là bây giờ mình sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những cái rủi ro. Tuy nhiên rằng đối với những cái người đi vay thì chúng ta phải thật tỉnh táo để tránh những cái trường hợp. Tôi chỉ do tôi không am hiểu pháp luật, nghe một cái lời ai đó và tôi đã vay với số tiền là mới có 100-200 triệu, tôi ký chuyển nhượng, thì trong khi đó cái giá trị chuyển nhượng nó vài tỷ đồng. Như vậy nếu chúng ta không có, khi khởi kiện ở tòa chúng ta không có một cái chứng cứ thì chúng ta sẽ dẫn đến trường hợp rất là thiệt hại rất là nhiều. Tôi có một cái chị khách hàng cũng như vậy đó quý vị và các bạn. Khi mà vay có khoảng 300 triệu thôi, tuy nhiên thì cái giá trị căn nhà cho đến thời điểm này nó vào khoảng hơn 3 tỷ đồng. Thì quý vị và các bạn biết một cái con số thiệt hại do không am hiểu pháp luật nó đến mức độ như thế nào. Hy vọng rằng câu chuyện thứ tư tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe, để cho quý vị và các bạn hiểu thêm về quy định của pháp luật, mà đặc biệt giảng giải cho quý vị nghe về tất cả những cái quy định pháp luật về thế nào là hợp đồng vay tiền, thế nào là hợp đồng chuyển nhượng, để chúng ta hiểu và chúng ta áp dụng luật trong đời sống thực tiễn, mà đặc biệt là hợp đồng vay tiền ký chuyển nhượng là rất là phổ thông. Tôi có một cái vụ kiện như thế này. Hai vợ chồng em đến với tôi, em bảo rằng chị Thu ơi, em có vay của người ta với một cái số tiền là 500 triệu. Thì cùng ngày với cái vay hợp đồng vay tiền thì em ký công chứng chuyển nhượng cái thửa đất, trên đất có cái nhà em đang ở, để giống như là để thế chấp lại cho cái người cho vay. Thì tôi bảo rằng là thì hiện tại là nếu như trong trường hợp đó là một cái trường hợp rất là phổ biến, và hàng tháng em trả cho họ là 5% trên cái tổng cái số tiền đó. Thì khi mà em trả như vậy thì đến một lúc nào đó em khó khăn quá và em buông, em không có khả năng thanh toán nữa, thì họ mới yêu cầu em, họ đã tiến hành cái thủ tục sang tên đăng bộ. Bây giờ em phải làm sao chị? Chứ bây giờ hiện tại rằng là em có khả năng trả cái số nợ gốc, tuy nhiên rằng là họ thì họ lại không đồng ý, họ bảo là họ đã mua cái nhà của em rồi. Thưa quý vị và các bạn, văn phòng luật sư đã xúc tiến khởi kiện đến tòa án để bảo vệ quyền lợi cho vị khách hàng của vợ chồng vị khách hàng này bằng cách: thưa quý tòa, đây là hợp đồng chuyển nhượng. Thưa quý tòa, đây là thực tế hai bên giao dịch là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng vẫn có những cái giấy vay tiền, và cái số tiền trên cái giấy vay tiền và cái số tiền trong hợp đồng chuyển nhượng là một con số và là cùng ngày.
Thưa quý tòa, vợ chồng chúng tôi là cung cấp cho tòa án, ngoài cái việc ông cho vay đó, ông thừa nhận lãi ở Ủy ban Nhân dân xã khi mà ông đòi nhà của tôi, thì còn có những cái sao kê, những cái chứng từ cho rằng là cái việc ông cho vợ chồng vị khách hàng này là có thật, đây là hợp đồng vay tiền núp sau cái hình thức hợp đồng chuyển nhượng. Thưa quý vị và các bạn, trong các quá trình tòa án thụ lý giải quyết thì tòa mời các bên lên, thì ông cũng đã đưa ra hai phương án. Phương án thứ nhất là ông đưa ra cái việc rằng nếu như trong trường hợp vợ chồng anh chị này dời nhà thì ông sẽ hỗ trợ một cái số tiền nhỏ để anh chị dời nhà. Vấn đề thứ hai, nếu trong trường hợp anh chị này không dời nhà thì ông sẽ bán lại, chuyển nhượng lại. Đây là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất quý vị. Chuyển nhượng lại với cái giá thị trường. Thưa quý vị và các bạn, hai bên đều không thể gặp nhau ở một con số. Vì quý vị và các bạn biết không, chị, vợ chồng chị này thể hiện rằng nếu trong trường hợp tính lãi suất thì từ thời điểm mà hết cái thời hạn trong cái hợp đồng vay tiền thì các bên phải tính theo cái lãi suất thực tế, lãi suất quá hạn. Còn nếu như trong trường hợp mà đây là không phải là bản chất hợp đồng chuyển nhượng, cho nên chị không đồng ý mua lại, cũng không đồng ý thối lại theo giá thị trường, thì sau một hồi tòa án động viên gì đó và rất là căng thẳng và mệt mỏi, thì con số chênh lệch giữa tòa án và chị là 500 triệu. Phương án là phía bên người cho vay họ sẽ đồng ý nhận lại một cái số tiền và sang tên đăng bộ lại cho vị khách hàng của hai vợ chồng, vị khách hàng của tôi. Còn vị khách hàng của tôi cũng đồng ý trả một lần. Tuy nhiên con số nó cao quá, con số nó chưa thể gặp nhau là con số tới 500 triệu. Và tôi hy vọng cái khoảng cách này nó sẽ rút ngắn dần dần dần. Thưa quý vị và các bạn, về mặt bản chất luật thì tôi cho rằng hợp đồng vay tiền là một sự thỏa thuận của các bên. Theo đó thì bên cho vay sẽ đưa cho bên vay một số tiền và nhận lại trong một thời hạn nhất định. Còn nếu trong trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất hoặc theo quy định, lãi suất theo quy định của pháp luật. Nhiều người nói, ủa sao luật sư cứ nhai đi nhai lại cái câu này? Thưa, đó là trong cái hợp đồng vay tiền ký chuyển nhượng thì cái bản chất đây là hợp đồng vay tiền chứ không phải là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cho nên luật sư muốn quý vị và các bạn, những người dân cần phải hiểu đây là hợp đồng vay tiền, để khi khởi kiện ở tòa chúng ta sẽ biết được rằng trong trường hợp hợp đồng vay tiền thì chúng ta sẽ được quyền lợi hơn, trở về đúng bản chất của hợp đồng vay tiền. Tôi có kiến nghị nhiều lần lên Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho đến thời điểm hiện tại rất nhiều những trường hợp vay tiền ký chuyển nhượng. Tuy nhiên rằng cái kiến nghị của tôi ít nhất là 2 lần cũng không được phổ biến. Thôi thì thông qua cái kênh Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi không chỉ phổ biến cái kiến thức pháp luật vay tiền ký chuyển nhượng đến cho người dân, những người không có điều kiện tiếp xúc với luật sư, mà cả những người dân trong nước và nước ngoài biết về chế định của hợp đồng vay tiền theo quy định của Bộ Luật Dân Sự năm 2015. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn có những trường hợp trăn trắc về hợp đồng vay tiền ký chuyển nhượng mà quý vị và các bạn cảm thấy chơi với, quý vị và các bạn cảm thấy lo nghĩ, suy nghĩ và không biết mình phải lùi hay là mình phải khởi kiện ở tòa, thì quý vị hay các bạn hãy san sẻ đến với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Chúng tôi sẽ mã hóa những thông tin mà tất cả các khách hàng gửi đến để cho chúng ta có một cái sân chơi trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn, và sắp tới sẽ tiếp tục với loạt bài hợp đồng vay tiền ký ủy quyền. Xin trân trọng cảm ơn.